Nhận định sinh Students với Muslon 1 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2019. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn. Cuối tuần này, giải vô địch quốc gia First Division A sẽ chính thức khởi tranh. Giải đấu này bắt đầu khá sớm so với các giải đấu khác ở châu Âu. Năm nay, giải vô địch quốc gia Bỉ nhận được sự quan tâm chú ý cao tới bất thường của người hâm mộ Việt Nam khi có sự tham dự của tiền đạo quê Nghệ An Nguyễn Công Phượng. Cuối tuần này, đội bóng của Công Phượng là Sinh Suidon PV sẽ có trận đấu ra quân trên sân nhà tiếp các cầu thủ Royal Excel Muslon Peru Wales. Sinh Suidon dù đã có lịch sử gần 100 năm nhưng họ chưa một lần đăng quang ngôi vị cao nhất tại Bỉ. Ở mùa giải năm ngoái, họ đã có được vị trí thứ 7, qua đó có được vé tham dự vòng sơ loại play-off cho UEFA Europa League. Tuy nhiên họ đã không thể vượt qua đó sẽ không tham dự cúp châu Âu mùa tới. Với sự xuất hiện của Nguyễn Công Phượng trong đội hình, Sinh Suidon PV có nhiều sự lựa chọn hơn cho một phương án tấn công khi anh có thể chơi tốt ở cả vị trí hộ công, tiền đạo cắm cũng như tiền đạo cánh. Đây là lần thứ 3 Nguyễn Công Phượng xuất ngoại, sau hai lần không mấy việc thành công tại Nhật Bản và Hàn Quốc, anh đang được rất kỳ vọng trong lần vươn tầm ở trời Âu này. Đối thủ của Sinh Suidon đó là Royal Excel Muslon Peru Wales, một đội bóng chỉ thuộc hạng trung bình tại Bỉ. Mùa giải trước, đội bóng chủ sân Stade Le Canonnier chỉ cán đứng ở vị trí thứ 10 chung cuộc. Chuỗi thành tích trong các mùa giải đối với họ luôn chỉ dừng lại ở mức an toàn mà không có điều gì đó thực sự nổi bật. Mục tiêu mà ban lãnh đạo đội bóng đề ra chỉ là trụ hạng.